gì không calo, thêm chanh, thêm đã. Mobifone 5G, tốc độ nâng tầm trải nghiệm. Sao ơi, theo em first date ai nên trả tiền nhỉ? Em nghĩ là nếu phải nói về tiêu chuẩn hơn cả 400 trang, có được em là điều cùng đầu tiên quá dễ dàng. Anh ta trông siêu bang, chút điểm ăn nói đâm bang, tàn em kiêu kỵ siêu lị siêu chặn, em cho anh ta Nespe bang. Kê em muốn người tự tệ, tinh tế để giải quyết cộng vấn đề, muốn một người thực tệ, kinh tế để đặt em lên trên mờ nè. Họ xinh nhất phải bị kêu tên xa, hết lửa phải biết chăm thêm ca. Muốn em không thể học trong sách, anh ta phải có thứ gọi là phong cách. Phong cách, phong cách để một mình em ở trong mắt. Nhạc sắc này tốn như pink tails, rắn ngồi trước khi em xin rửa, xin rửa, xin lắm. Mới phát đẹp bị em không share, bên nơi giới thì mời mau kèm vì thuốc sữa đàn ông của đàn ông mới là không fair. Chán trẻ có cơ sở, em là em không trả phụ, muốn em thông thả được. Chán trẻ có cơ sở, mẹ em trồng hoa thảo dược và nước ngắm em có thể chữa lại một vết thương. Bông hoa này xứng đáng có cho mình một phần thưởng. Yeah baby. Thật ra vốn gì đâu có nghiêm trọng khi anh đã thấy đủ quan trọng. Vì em có nhiều hơn như thế mà chưa biết lẽ có đủ xứng. Em biết em xinh đẹp, em có quyền yêu thương một chàng trai ngon liền. Không điều gì làm em lo phiền, luôn cao đầu không giới vương miện. That's my rule, don't waste my time, gotta got me. That's my rule, don't waste my time, baby, baby, vì baby. Vì em xinh đẹp, em có quyền yêu thương một chàng trai ngon liền. Không điều gì làm em lo phiền, luôn cao đầu không giới vương. Con gái hơn mà vô tư, như đã yêu người ta nhưng không được hứ và vô tâm. Cao với vẻ đôi nhưng mà em là con gái nên là em có quyền được làm cao. Vườn đào và mẹ em cho mới kỹ nên chỉ người xứng đáng thì mới được bàn giao. Em có thể tự mua mọi thứ, tất cả dễ tính em khó đâu chẳng biết phải làm sao. Em không cần chứng tỏ mình perfect vì nếu thật lòng trong mắt chàng em luôn hoàn hảo. Baby không cần love rolly thì em cần love phải đón em đúng giờ đúng giờ. Con gái từ ngày cao xuống một tí nên là anh đừng ngại phải đứng chờ đứng chờ. Queen và we will kill the sân khấu, năng lượng tỏa ra làm họ phải sức sờ sức sờ. Em không cần đón em một xế sáng nhưng quan trọng cửa xế đừng để em tự mở. Tình em hơi lì nhưng để mình hợp tình chắc chắn sẽ là một cuộc tình hợp lý. Muốn đi rap việt thì tôi là nhạc hay và mẹ đợi mang về một trái cho tâm được hợp ý. Mấy nhà hater gọi em là girl ba phải, ngày nào cũng phải đẹp phải giỏi phải thành công. Tự thưởng cho mình thêm một đôi giày thật đẹp để che cho sự nghiệp không phải che cho đàn ông. Em vừa sing em vừa lead kẻ mắt trải mi cao tít dạo chơi chỉ có beat cho vì cùng mày phải yêu thêm hết. Không thể một tình yêu thì cổ tích nhưng nếu tình yêu tiến tôi là điều bổ ích. Chỉ cần tinh tế ân cần và nâng niu phụ nữ hiện đại thì em không ngại share bill. Yeah. Thật ra vốn gì đâu có nghiêm trọng khi anh đã thấy đủ quan trọng. Vì em có nhiều hơn như thế mà chưa biết liệu có đủ xứng. Vì em biết em xinh đẹp, em có quyền yêu thương một chàng trai ngon liền. Không điều gì làm em lo phiền, luôn cao đầu không giới vương miện. That's my rule, don't waste my time, gotta got me. That's my rule, don't waste my time, baby, baby, baby. Vì em biết em xinh đẹp, em có quyền yêu thương một chàng trai ngon liền. Bravura, Hà Nội, extra. Thank you. Wow, wow, so hot. Quá đã luôn, trời ơi, hai em ơi, cháy thật sự rồi, các bạn ơi bên chọn tôi. Mẹ Bang ơi. Mày Bang xinh trai đẹp gái ơi. Thị xã Bí Rô sẽ lấy khum. Nhớ bên tròn thế, để về Huế mình dắt đi ăn bụng bò Huế hí. Nếu mọi người thích Queen Barbie thì hãy bình chọn cho mình nhá. Love you guys. Queen B 48%, Sabiro 52%. Hôm nay xin giới thiệu với các bạn đứng kế bên Su Boy, đó là producer đã làm ra những con beat của Team Su, Fit Sonico.
Hello, xin chào mọi người, Pixel Nico đây. Yeah. Sir. Em nhận xét như thế nào về bài thi vừa rồi ạ? Em nghĩ là các bạn làm còn tốt hơn cả em tưởng tượng rất nhiều. Thực sự là tất cả các bài thi trong team ngày hôm nay em đều rất là tự tin. Các bạn đã luyện tập rất là chăm chỉ và cố gắng. Cảm ơn em đã mang đến cho các bạn một cái phương tiện tốt nhất để các bạn có thể cháy trên sân khấu. Đó là những con beat tuyệt vời của em. Hiếu thấy sao về bài vừa rồi ạ? Đầu tiên thì em nghĩ là đây là một cái quyết định rất là dũng cảm của chị Suboy. Hai bạn nữ mà chị Suboy quăng cho một con beat là drill rất là căng. Và anh Pixel Noico đã làm cái bass nó rất là dày và rất là nhiều cái glide ở trong đó. Thật sự là giọng phải khủng lắm thì mới có thể lấn át được những cái thứ đó. Yeah. Yeah, tụi em cảm ơn anh Thái Thứ Hương. Đầu tiên là bạn Sabi Rose. Một cái điểm mà mình nghĩ là có thể chỉnh sửa thôi. Có nghĩa là về cái phần delivery của mình, nhiều khi có bớt slay lại là sẽ nghe rất là rõ. Bởi vì mình rất là thích cái tông giọng của bạn luôn. Rất là hay. Dạ, yeah, em cảm ơn anh Hiếu ạ. Còn về phần của bạn Queen Bee thì flow rất là chắc và rất là hợp với lại drill, rất là thời thượng. Và mình nghĩ đây là một bài hay. Cảm ơn Hiếu tụi hai rất là nhiều ạ. Anh Thái, anh nghe bài này anh đã không anh? Đã, dạ. Cái năm này á, rap Việt 2024, I feel like năm cung nữ. Yeah. Like you guys are carrying this right now, Sue. Like your team, the females of this season is incredible, you know what I'm saying? You guys, cái bài này, it reminds me kind of like a XG a little bit. You got an XG vibe, you know what I'm saying? Thank you so much. Sabi Rose too, ma'am, làm cái bài này, you know, you carry the song well, your first verse. I feel like it's a good song, so good job guys. Cảm ơn anh Thái á. Mời Bi ạ. Em rất là thích bài này và em cảm thấy là khi mà chị Su ghép cặp hai bạn này lại với nhau là một cái quyết định rất là nguy hiểm. Khi chưa hình dung được cái bài nhạc như thế nào thì em cảm thấy là đây sẽ là một bất lợi dành cho Sabi Rose khi mà phải gặp một người như là Queen Bee. Nhưng mà khi mà Sabi Rose vào và Sabi Rose killed it, cái nỗi lo đó đi qua thì cho tới khi mà nghe Queen Bee, cái flow của Queen Bee phải nói gọi là hủy diệt anh ạ. Em cảm ơn anh Bảo ạ. Mời Bi. Các bạn ý đã teaser như nào là các bạn làm như vậy luôn. Em thích cái sự slay của Sabi Rose. Về Queen Bee thì em biết bạn ý và em biết là bạn ý sẽ làm được những gì. Anh rất là thích cái thông điệp mà em đưa ra, nhưng đừng có phàn nàn khi phải chờ hay là phụ nữ của 4.0 thì không ngại chuyện xe bill. Anh xin lỗi những bạn khác của Team Su nhưng Big thích bài này nhất. Em cảm ơn anh Big ạ. Em cảm ơn anh Big ạ. Và anh shout out cho cái beat rất là hay của Pixel Nico nhá. Cảm ơn Big, mời gặp Hiếu. Hôm bữa em nghe nói là có cái chương trình Em Xin Say Hi gì đó cho anh Thành. Em nghĩ là nếu mà có chương trình đó thì nên mời bạn Sabi Rose. Yeah, yeah. Cảm giác là bạn nên có mặt ở đó. Làm cho Sabi Rose rất là đây đây. Cái chương trình đó còn chưa có công bố nữa. Em Xin Say Hi cái gì? Em sai khi say hin ra đó. Em sai khi say hin ra đó. Hôm bữa ở cái chung kết là anh công bố mà có. Thì chưa cái... có, tôi mới đưa hình ra nhẹ nhẹ rồi bây giờ em nói nữa. Cũng phải coi coi là quý vị khán giả ủng hộ cỡ nào. Thì V Channel mới nhúng tay vô làm. Và cũng để xem coi các nhà tài trợ như thế nào. Mọi người nhớ ủng hộ nha, để có gì mình còn được xuất hiện. Muốn xuất hiện cái đó phải rớt cái này. Nào. Chọn cả hai. Chọn cả hai dạ, hả? Dạ, em không chịu. Để coi coi em đi tới đâu nha. Harik. Nếu anh chọn ai? Chiếc nón vàng, chiếc nón vàng. Không chọn, tôi kêu Just Sasui chọn nha. Em đang chờ chiếc nón vàng kìa. Thì mình mới tự tin mình nói. Bây giờ nói đi. Đúng rồi, nhiều khi anh không quăng sao? Ừ, nói đi. Vì thực ra năm nay anh đã nói một câu lúc casting xong là năm nay sẽ là năm của rapper nữ. Và bọn em cho anh thấy điều đấy. Một tràng pháo tay dành cho tất cả những nữ rappers đã cố gắng. Em cảm ơn anh Ti ạ. Sự lựa chọn cuối cùng ở đây. Chiếc nón vàng, chiếc nón vàng.
Sabi Rose sẽ là người đi tiếp. Xin chúc mừng. Quá tốt. Thưa quý vị, Sabi Rose đi tiếp, nhưng Queen Bee không dừng lại vì chiếc nón vàng của Carrick đã được tung ra và chúc mừng Queen Bee. Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta, phát sóng 21 giờ 15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8.